Người tuổi Mùi có tính cách ôn hòa, luôn mang tới cho người khác sự thoải mái, an tâm và vui vẻ. Bản mệnh tạo nên năng lượng tích cực, luôn giúp đỡ người khác bằng sự lạc quan và vui vẻ của mình. Chính vì tính cách đàng hoàng, luôn nghĩ cho người khác nên người tuổi Mùi thường gặp may mắn. Những nỗ lực, cố gắng và quyết tâm của bản mệnh đều sẽ được đền đáp và có kết quả như mong muốn. Người tuổi Mùi sống cả đời sung túc, được người khác giúp đỡ, hỗ trợ. Bản mệnh không phải lo lắng cơm áo gạo tiền đón nhận những tháng ngày bình an nhất là từ sau tuổi trung niên, tuổi tỵ. Người cầm tinh con rắn từ 29 ngày nữa sẽ có vận may tăng vọt, hốt bạc trong một sớm một chiều, nhất định sẽ giàu có, được ông chủ giúp đỡ thu lợi trong lĩnh vực kinh doanh. Người tuổi tỵ có xu hướng làm quản lý sau tuổi trung niên, đồng thời cũng sẽ bắt đầu kinh doanh riêng, chỉ cần có cơ hội là có thể dễ dàng khởi nghiệp và kiếm được rất nhiều tiền. Tuổi sửu, người tuổi sửu sẽ gặp nhiều may mắn trong 29 ngày tới, họ có óc kiếm tiền tốt, có tầm nhìn xa, biết nhìn nhận vấn đề và có kỹ năng phân tích vững vàng. Nhờ đó, mọi vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống đều có thể giải quyết được. Trong 29 ngày tới tài lộc khởi sắc hơn, nắm bắt được tiền lớn tiền nhỏ, tài vận không dò gì. Các con giáp ngày càng nâng cao mức thu nhập đều đặn, gia đình ấm no, sung túc sẽ có thể đạt được những sự nghiệp lớn trong tương lai. Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.